Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Vả tại Samari có 70 con trai của Ahab. Jehu viết thơ gửi đến các đầu mục của Israel tại Samari, tức là các trưởng lão và các giáo sư của những con trai Ahab mà rằng: tại nơi các ngươi có những con trai của chủ các ngươi, lại có xe, ngựa, binh khí và thành kiên cố. Ấy vậy, hễ các ngươi tiếp được thơ này, hãy chọn trong các con trai chủ mình ai là người tử tế nhất, có tài năng hơn hết, lập người ấy trên ngôi của cha người, rồi tranh chiến vì nhà chủ của các ngươi. Chúng bèn sợ hãi lắm và nói rằng: hai vua không thể đứng nổi trước mặt người, còn chúng ta chống cự với người sao nổi? Quan cai đền và quan cai thành cùng các trưởng lão và các giáo sư của các con trai Ahab sai nói với Jehu rằng: chúng tôi là tôi tớ ông, chúng tôi sẽ làm mọi điều ông biểu chúng tôi. Chúng tôi chẳng muốn chọn ai làm vua, ông khá làm điều gì theo ý ông cho là phải. Người viết thơ cho chúng lần thứ nhì mà rằng: nếu các ngươi thuộc về ta và khứng nghe theo mạng lệnh ta, thì khá cắt đầu những con trai chủ các ngươi. Rồi ngày mai tại giờ này, hãy đến cùng ta ở nơi Gitreen. Vả các con trai của vua, số là 70 người, đều ở tại nhà những người sang trọng của thành, lo giáo dục chúng nó. Chúng vừa tiếp được bức thư ấy, bèn bắt 70 con trai của vua mà giết đi, đoạn để thủ cấp họ trong những thúng, gửi đến cho Jehu tại Gitreen. Có sứ giả đến báo tin cho người rằng: người ta có đem đến thủ cấp các con trai của vua. Jehu đáp: hãy chất làm hai đống tại nơi cửa thành cho đến sáng mai. Sáng mai, người đi ra, đứng trước mặt cả dân sự mà nói rằng: các ngươi vẫn công bình. Kìa, ta đã phản nghịch chủ ta và có giết người. Nhưng còn các kẻ này, ai đã giết họ? Vậy bây giờ hãy nhìn biết rằng trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Ahab sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất, vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li tôi tớ Ngài mà phán ra. Jehu cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà Ahab ở Gitreen, luôn các đại thần, các bạn hữu thiết và những thầy cả của người, chẳng để còn lại một ai hết. Đoạn Jehu đứng dậy đi đến Samari. Khi người đến gần chòi kẻ chăn chiên ở dọc đường, gặp các anh em Achasia vua Juda thì nói rằng: các ngươi là ai? Chúng nó đáp: chúng tôi là anh em của Achasia, đi xuống chào các con trai của vua và của hoàng hậu. Jehu bèn truyền lệnh rằng: hãy bắt sống chúng nó. Người ta bắt sống chúng nó, số là 42 người, rồi giết họ gần giếng của chòi kẻ chăn chiên. Người ta chẳng để sống một ai. Đi khỏi đó, Jehu gặp Jonadab con trai Rekab đang đi đến đón người. Người chào Jonadab và nói rằng: lòng ngươi có chân thành cùng tôi như lòng tôi đã chân thành với ngươi chăng? Jonadab đáp rằng: phải, chân thành. Jehu tiếp: thế thì nếu chân thành, hãy giơ tay cho tôi. Jonadab bèn giơ tay cho người. Jehu biểu người lên xe với mình và nói rằng: hãy đến cùng tôi xem lòng sốt sắng tôi đối với Đức Giê-hô-va. Vậy Jehu dẫn người lên xe mình. Khi đã vào Samari rồi, người giết hết thảy những người còn sót lại của nhà Ahab tại Samari, đến nỗi đã diệt sạch nhà ấy y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Ê-li vậy. Jehu nhóm hết thảy dân sự
và nói cùng chúng rằng: Ahab ít hầu việc ba anh, Jehu sẽ hầu việc nhiều. Vậy bây giờ, hãy nhóm lại cho ta các tiên tri của ba anh, các đầy tớ người và hết thảy thầy cả người, chớ thiếu một ai, vì ta có ý dâng một của tế lễ lớn cho ba anh. Hễ ai không đến, ắt sẽ không sống. Vả, Jehu dùng mưu trí toan diệt các kẻ hầu việc thần ba anh. Jehu lại ra lệnh rằng: Hãy rao một lễ trọng thể để cúng thờ thần ba anh. Người bèn rao lễ ấy, và Jehu sai những sứ giả đi khắp xứ Israel đòi hết thảy tôi tớ của ba anh đến. Chúng đều đến, chẳng có thiếu một ai hết. Chúng vào miếu thần ba anh, và miếu đầy chật từ đầu này đến đầu kia. Jehu bèn nói cùng người giữ áo lễ rằng: Hãy phát các áo lễ cho các tôi tớ của ba anh. Kẻ ấy bèn phát áo cho chúng nó. Jehu và Jonadab con trai của Rekab vào trong miếu thần ba anh, nói với các tôi tớ của ba anh rằng: Hãy tìm xem cho kỹ, hoặc ở đây có tôi tớ nào của Đức Giê-hô-va chăng? Chỉ phải có những tôi tớ của ba anh đó thôi. Chúng vào đặng dâng các lễ vật và của lễ thiêu. Vả, Jehu đã phục 80 người rình ngoài miếu và dặn biểu họ rằng: Ví có ai trong những người mà ta phó vào tay các ngươi thoát khỏi đặng, ắt mạng sống của kẻ để cho nó thoát khỏi sẽ thế cho mạng sống nó. Khi đã dâng của lễ thiêu xong, Jehu nói với quân hộ vệ và các quan tướng rằng: Hãy vào giết chúng nó, chớ để một ai được ra. Vậy chúng giết họ bằng lưỡi gươm. Đoạn quân hộ vệ và các quan tướng ném thây họ ra ngoài, lật đật vào thành của miếu ba anh. Chúng cất những trụ thờ khỏi miếu và đốt đi, đập bể hình tượng ba anh, cùng phá dỡ đền nó, làm thành một lỗ xí hãy còn đến ngày nay. Như vậy, Jehu trừ diệt thần ba anh khỏi Israel. Song người chẳng từ bỏ tội của Jeroboam con trai của Nebat, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và tại Đan. Đức Giê-hô-va phán với Jehu rằng: Bởi vì ngươi đã làm rất phải, xử công bình trước mặt ta và đãi nhà Ahab thuận ý ta, nên con trai ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Nhưng Jehu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Ngươi chẳng từ bỏ tội của Jeroboam, tức tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va khởi giảm bớt địa phận Israel, khiến cho Hazael hãm đánh chúng trên các giới hạn Israel, chiếm lấy cả miền từ Giô-đan chạy đến phía đông, tức là cả xứ Ga-la-át, đất của chi phái Gác, Ruben và Manasse, từ thành Aroe ở trên khe Ạc-nôn và cho đến cả xứ Ga-la-át và xứ Ba-san. Các chuyện khác của Jehu, các công việc người và sự mạnh dạn người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Người an giấc cùng các tổ phụ mình được chôn tại Samari. Jo-a-cha, con trai người kế vị người. Jehu cai trị trên Israel 28 năm tại Samari. Chương 11. Khi Athali, mẹ của Achasia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn trỗi dậy giết hết thảy dòng vua. Nhưng Josheba, con gái của vua Joram và là chị Achasia, bắt trộm Joach, con trai của Achasia, khỏi các vương tử mà Athali toan giết, rồi để người trong phòng ngủ với vú nuôi người và giấu người khỏi mắt Athali. Vì vậy người không bị giết. Người ở với Josheba ẩn tại nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trong 6 năm, còn Athali cai trị trên xứ. Năm thứ 7, Jehoiada sai vời các quan cai hàng trăm quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người lập ước cùng chúng và bắt chúng thề tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người chỉ con trai của vua cho chúng. Đoạn, người truyền lệnh cho chúng rằng: Này là điều các ngươi sẽ làm. 1/3 trong các ngươi đến phiên ngày Sa-bát sẽ giữ cung vua. 1/3 sẽ canh cửa Su-rơ, còn 1/3 sẽ ở nơi cửa sau các quân hộ vệ. Các ngươi sẽ giữ cung điện, cản không cho ai vào hết.
Lại, 2/3 trong các ngươi mãn phiên ngày Sa-bát sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ vây chung quanh vua, mỗi người cầm binh khí mình nơi tay. Ai muốn vào trong hàng các ngươi thì hãy giết nó đi. Hễ vua đi ra đi vô, các ngươi phải ở với người. Các quan cai làm theo lệnh của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Mỗi người lãnh những kẻ thủ hạ mình, hoặc người đến phiên ngày Sa-bát, hay là người mãn phiên trong ngày Sa-bát mà đi đến thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Thầy tế lễ phát cho các quan cai những giáo và khiên thuộc về vua David ở tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các quân hộ vệ mỗi người cầm binh khí nơi tay, sắp hàng đứng chung quanh vua, dài theo đền thờ và bàn thờ, từ góc nam cho đến góc bắc của đền thờ. Giê-hô-gia-đa bèn đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người và trao luật pháp cho người. Vậy họ tôn người lên làm vua, sức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng: Vua vạn tuế! Khi Athali nghe tiếng quân hộ vệ và tiếng dân sự, bèn đến cùng dân sự tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên tòa như lệ thường, có các quan cai và các kẻ thổi kèn đứng gần người, và cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Athali bèn xé áo mình và la lên rằng: Phản ngụy, phản ngụy! Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa truyền lệnh cho những quan cai đạo quân mà rằng: Hãy dẫn nàng ra ngoài khỏi giữa hàng quân, và hễ kẻ nào theo nàng, khá giết nó bằng gươm, vì thầy tế lễ đã dạy rằng: Chớ giết nàng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta vẹt bên đường cho bà đi, bà trở vào cung vua bởi nơi vào của ngựa, và tại đó bà bị giết. Giê-hô-gia-đa lập giao ước tại giữa Đức Giê-hô-va, vua và dân sự, hầu cho dân Israel làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Người cũng lập một giao ước giữa vua và dân sự. Cả dân sự của xứ đều đi đến miễu Ba Anh mà phá dỡ nó đi, đập bể bàn thờ và hình tượng của Ba Anh và giết Ma Thang, thầy tế lễ Ba Anh tại trước bàn thờ. Đoạn, thầy tế lễ cất người canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Lại, người đem theo mình những quan cai, cơ binh Carit, quân hộ vệ và cả dân sự của xứ. Chúng thỉnh vua từ đền thờ của Đức Giê-hô-va xuống, đi vào đền vua bởi nơi cửa của quân hộ vệ. Giô-ách bèn ngồi trên ngôi vua. Cả dân sự trong xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Vả, người ta đã giết Athali bằng gươm tại trong cung vua. Giô-ách được 7 tuổi khi người lên ngôi. Chương 12. Năm thứ 7 đời Giê-hu, Giô-ách lên ngôi làm vua và cai trị 40 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Si-bia, quê ở Be-e-sê-ba. Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa thầy tế lễ dạy dỗ người. Song người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và sông hương trên các nơi cao. Giô-ách nói cùng những thầy tế lễ rằng: Phàm bạc do vật biệt riêng ra thánh thường đem vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức bạc mỗi người được tu bộ đem nộp, bạc chuộc mạng lại tùy giá đã định cho mỗi người, và bạc mỗi người lạc ý đem đến dâng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, những thầy tế lễ phải thâu các bạc ấy nơi những người mình quen biết, rồi chỗ nào trong đền có hư nứt thì phải dùng bạc ấy mà sửa sang lại. Vả, đến năm thứ 23 đời vua Giô-ách, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ. Vua Giô-ách bèn đòi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và những thầy tế lễ khác mà nói rằng: Sao các ngươi không sửa sang nơi hư nứt đền thờ? Từ rày về sau, chớ nhận lấy bạc của những người mình quen biết nữa, khá phát bạc ấy ra đặng dùng sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ. Những thầy tế lễ ưng không thâu bạc nơi dân sự nữa và không lãnh sửa sang các nơi hư nứt của đền. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bèn lấy một cái rương, xoay lỗ trên nắp rồi để gần bàn thờ về phía bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy bạc mà người ta đem dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Khi thấy có nhiều tiền trong rương, thư ký của vua và thầy tế lễ thượng phẩm bèn đi lên lấy bạc có trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ra mà đếm và đem cất.
Đoạn, hai người giao bạc đã đếm đó vào tay những đốc công lo coi sóc cuộc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đẽo đá, đều làm công việc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ lại dùng bạc ấy mua gỗ và đá dùng sửa sang các nơi hư nứt đền thờ của Đức Giê-hô-va và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy. Song người ta không dùng bạc đã đem dâng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va mà làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chén bạc hoặc dao, chậu, kèn hay là khí dụng gì bằng vàng hoặc bằng bạc, vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm công việc và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thực. Tiền bạc về của lễ chuộc sự mắc lỗi và tiền bạc về của lễ chuộc tội thì chẳng có đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Bạc ấy để dành cho thầy tế lễ. Trong lúc đó, Hasael vua Syri đến xâm phạm đất Gác và choáng lấy. Người cũng tính xâm phạm Jerusalem. Joash vua Juda bèn lấy hết thảy những vật thánh của Josaphat, Joram và Achasia, các tổ phụ người là vua Juda đã biệt riêng ra thánh, luôn với các vật thánh của mình và hết thảy vàng ở trong kho tàng của đền thờ Đức Giê-hô-va và ở cung vua, mà gửi dâng cho Hasael vua Syri. Vì cớ ấy, Hasael đi khỏi Jerusalem. Các chuyện khác của Joash, mọi công việc người làm, đều đã chép trong sử ký về các vua Juda. Các tôi tớ Joash giấy loạn nghịch cùng người, giết người tại Milo trên con đường đi xuống Sila. Josaka con trai Shimeat và Josabat con trai Shome, hai tôi tớ người, đều đánh giết người. Người ta chôn người cùng các tổ phụ người tại trong thành David, rồi Amasia con trai người kế vị người. Thi Thiên 122. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Jerusalem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Jerusalem là cái thành được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy tùy theo thường lệ truyền cho Israel, vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, tức là các ngôi nhà David. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh trong các cung ngươi. Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, ta nói rằng nguyện sự hòa bình ở trong ngươi. Nhưng vì nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu phước cho ngươi. Sách Nahum chương 1. Gánh nặng của Ninive. Sách sự hiện thấy của Nahum người En-cốt. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen và báo thù. Đức Giê-hô-va báo thù và đầy sự thịnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cứu giận cho kẻ thù mình. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. Ngài của trách biển làm cho nó khô và làm cạn hết thảy các sông. Ba-san và Cạc-mên đều mòn mỏi, hoa của Li-ban đều héo rụng. Các núi run rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy, đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài. Ai đứng được trước sự thịnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Ngài dùng nước luộc hủy diệt chỗ nó và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm. Các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Vì chúng nó xỏ xen như gai gốc và mê man như say rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cùng Đức Giê-hô-va và toan sự gian ác. Đức Giê-hô-va phán như vậy: dầu chúng nó sức mạnh đầy đủ và người đông, cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không.
dầu ta đã làm khổ ngươi, song ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa. Nhưng bây giờ ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi ngươi và bứt đứt dây ngươi. Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về ngươi, từ danh ngươi chẳng sinh ra nữa. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi, vì ngươi là hèn mạt. Này, trên các núi có chân của kẻ đem tin lành và rao sự bình an. Hỡi Giu-đa, ngươi khá giữ kỳ lễ mình và trả sự hứa nguyện mình. Vì kẻ gian ác về sau chẳng đi qua giữa ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch. Chương 2. Kẻ tàn phá đã đến nghịch cùng ngươi, hãy giữ đồn lũy, canh phòng đường xá, thắt chặt lưng ngươi và thâu góp cả sức mạnh ngươi. Vì Đức Giê-hô-va khôi phục sự vinh hiển của Gia-cốp như sự vinh hiển của Israel, bởi những kẻ bóc lột đã bóc lột chúng nó và đã phá hại những nhành nho chúng nó. Thuẫn của những người mạnh là đỏ, những lính chiến nó mặc áo màu điều. Trong ngày nó dàn trận, gang thép của xe cộ sẽ lòe ra như lửa và gươm giáo đều lay động. Những xe đi hỗn độn trong đường phố và chạy đi chạy lại trong các đường rộng, thấy nó như những ngọn đuốc và chạy như chớp. Nó nhớ lại những người mạnh dạn của mình, nhưng chúng nó bước đi vấp váp. Chúng vội vã đến nơi vách thành nó, sắm sẵn để chống cự. Các cửa sông mở ra, đền đài tan mất. Đã nhất định, hoàng hậu bị bóc lột và bị bắt đi. Các nàng hầu hạ người đi theo, rên xiết như bồ câu và đấm ngực mình. Vả Ninive, từ lâu nay nó đã như ao chứa nước, nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn. Có kẻ kêu rằng, hãy đứng, hãy đứng, song không ai quay lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng, vì của báu nó vô ngần, mọi đồ đạc quý nhiều vô số. Nó đã bị tàn phá, trống không và hủy hoại hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau, mọi lưng đều đau, hết thảy mặt đều xám ngắt. Nào cái hang của sư tử và nơi mà sư tử con nuôi nấng, là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi mà không ai làm cho chúng nó sợ hãi, bây giờ ở đâu? Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó và bóp mồi cho sư tử cái, hang nó đầy mồi, ổ nó đầy của đã bắt được. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, này, ta nghịch cùng ngươi, sẽ đốt xe cổ ngươi và làm cho tan ra khói. Gươm sẽ nuốt những sư tử con của ngươi. Ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đất và tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không nghe nữa. Chương 3. Khốn thay cho thành đổ máu, nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Người ta nghe tâm roi, tiếng ầm của bánh xe, ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau. Những lính kỵ sấn tới, gươm sáng lòe, giáo nhấp nháng. Có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số. Người ta vấp ngã trên những thây. Đó là vì cớ rất nhiều sự dâm đảng của con điếm tốt đẹp, khéo làm tà thuật ấy. Nó bán các nước bởi sự dâm đảng và bán các họ hàng bởi sự tà thuật. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này ta nghịch cùng ngươi, ta lột áo sống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem. Xảy ra có ai thấy ngươi thì sẽ lánh xa và nói rằng, Ninive đã hoang vu, ai sẽ có lòng thương xót người? Ta bởi đâu tìm cho ngươi những kẻ yên ủi? Ngươi muốn hơn Nô A Môn ở giữa các sông, nước bọc chung quanh, lấy biển làm đồn lũy, lấy biển làm vách thành hay sao? Ethiopia và Egypto là sức mạnh vô cùng của nó. Phút và Libya là kẻ cứu giúp ngươi. Dầu vậy, chính nó cũng đã bị đày khỏi đất mình, bị bắt đi làm phu tù. Con cái nó cũng đã bị nghiền nát nơi ngã ba các đường phố. Người ta đã ném thăm trên các kẻ cả nó
và các quan trưởng nó đều bị mang xiềng. Ngươi cũng vậy, ngươi sẽ mê man vì sai, sẽ được ẩn náu và tìm nơi vững bền vì cớ kẻ thù. Hết thảy những đồn lũy ngươi như cây vả có trái chín đầu mùa, hễ lung lay thì rụng xuống trong miệng của kẻ muốn ăn nó. Này, dân sự ngươi là đàn bà ở giữa ngươi, các cửa thành của đất ngươi sẽ mở rộng cho quân thù ngươi. Lửa đã thiêu nuốt những then ngươi. Ngươi khá múc nước để phòng cơn vây hãm, làm vững chắc đồn lũy ngươi. Khá đạp buồn, nhồi đất sét và xây lại lò gạch. Tại đó, lửa sẽ thiêu ngươi, gươm sẽ diệt ngươi, nuốt ngươi như cào cào vậy. Ngươi khá nhóm lại đông như cào cào, nhiều như châu chấu. Ngươi đã thêm kẻ buôn bán ngươi nhiều ra như sao trên trời. Cào cào đã cắn phá hết rồi trốn đi. Các quan trưởng ngươi như cào cào, các quan tướng ngươi như bầy châu chấu đậu trên hàng rào trong khi trời lạnh. Đến chừng mặt trời mọc, nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu. Hỡi vua Assyri, những kẻ chăn của ngươi ngủ rồi, những kẻ sang trọng của ngươi đều yên nghỉ. Dân sự ngươi tan lạc nơi các núi, không ai nhóm họp chúng nó lại. Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vết ngươi rất hiểm nghèo. Phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi, vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.